Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, một phó trưởng công an phường ở thành phố Huế bị đối tượng có dấu hiệu loạn thần dùng dao đâm trọng thương và đã hy sinh tại bệnh viện. Danh tính của đối tượng bị bắt là Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế. Trong những ngày vừa qua, đối tượng Sang có các biểu hiện loạn thần, thường xuyên đứng giữa lòng đường đoạn Lê Đức Anh giao với trục đường 36m, tổ dân phố Xuân Hòa, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua 12 tháng 1, khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc đối tượng Sang có hành vi gây rối, công an phường Thủy Vân đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây, đồng chí phó trưởng công an phường đã bị đối tượng Sang dùng dao đâm trọng thương và hy sinh tại bệnh viện. Đối tượng gây án lập tức bị khống chế bắt giữ. Như chúng tôi đã thông tin, trong lúc làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, Đại úy Nguyễn Văn Thường, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã bị tài xế vi phạm nồng độ cồn chèn xe qua người dẫn đến chấn thương sọ não. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người. Vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là nhà của Đại úy Nguyễn Văn Thường. Từ khi đồng chí cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện, vợ và người nhà thay phiên nhau túc trực. Hai con còn nhỏ dại, một cháu 2 tuổi, một cháu học lớp 2 cũng phải nhờ người thân chăm sóc. Nhưng điều quan tâm nhất lúc này là tình hình sức khỏe của người chồng, người cha cũng là trụ cột chính của gia đình. Bây giờ là tôi chỉ mong mỏi là chồng tôi sớm bình phục để về với gia đình, với các con, để con tôi có người bố, người mẹ, một gia đình tròn vẹn. Bởi vì thực tế chồng tôi trước kia cũng vất vả ấy, gia đình cũng không được trọn vẹn, bố mất sợ. Bây giờ thì các con tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thế này thì tôi không biết tôi có thể sống xoay sở một cách thế nào nữa. Ngày 10 tháng 1 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm động viên Đại úy Nguyễn Văn Thường, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Sóc Sơn và Đại úy Lò Đức Tiến, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị thương khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Đến thời điểm hiện tại, mọi phương án, phương pháp điều trị tích cực nhất đã được bệnh viện áp dụng để đảm bảo tốt nhất cho các trường hợp cán bộ chiến sĩ đang bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình và rất kịp thời tập trung cao độ cứu chữa cho các cán bộ chiến sĩ. Bộ trưởng Bộ Công an cũng biểu dương tinh thần của các đồng chí trong việc kiên quyết xử lý, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị công tác của các đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ tiếp tục sát sao, quan tâm hỗ trợ gia đình, túc trực chăm sóc đồng đội vượt qua hoạn nạn. Trong cái quá trình khi mà đồng chí Thường bị đâm xe như vậy thì chúng tôi cũng đã cắt cử chỉ huy và cán bộ đến cùng với gia đình trông nom, và trong đảng ủy ban chỉ huy cũng đã phát động toàn đơn vị là ủng hộ mỗi cán bộ chiến sĩ tối thiểu nửa ngày lương để động viên cùng với gia đình cứu chữa cho đồng chí Thường. Và còn đối tượng thì chúng tôi cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo khai nhận của đối tượng gây ra vụ án tại Sóc Sơn, Hà Nội ngày 7 tháng 1 vừa qua, ngay sau khi đã uống bia rượu tại một đám rỗ, đối tượng tự lái xe về nhà. Chủ quan cho rằng chỉ uống vài ly rượu vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện. Thiếu quan sát, sợ trách nhiệm nên bột phát có hành động quay xe bỏ chạy khi gặp tổ công tác. Để rồi, những giọt nước mắt muộn màng này liệu có đủ để cảnh tỉnh và sửa chữa sai lầm đã gây ra? Mọi người tốt nhất là không đến bia rượu. Mà đã bia rượu rồi thì tốt nhất là không đi xe. Để phòng chống những cái việc thương tâm như thế này mà xảy ra, hối hận cả một đời, làm khổ những người khác. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm mới, sáng ngày 11 tháng 1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại km số 138 quốc lộ 1, ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng công an đã thiết lập khu vực kiểm soát xử lý vi phạm công khai với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ phương tiện, không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ, người dân tham gia giao thông.
Theo đó, các tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung kiểm soát mạnh hành vi chở hàng quá tải, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, xe ô tô khách dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, chở quá số khách, vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông đều phải kiểm tra nồng độ cồn. Bên cạnh những trường hợp chấp hành tốt các quy định về luật an toàn giao thông thì vẫn có những trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Em uống từ tối hôm qua, em uống 1-2 cốc bia thôi, là em không uống nhiều. Em chỉ uống 1-2 cốc bia thì nghĩ là sáng nay là nó hết nồng độ cồn trong người rồi. Chỉ trong ngày đầu ra quân tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra hàng trăm phương tiện, phát hiện 28 trường hợp vi phạm các lỗi như không có bình chữa cháy, không ghi đủ thông tin trong lệnh vận chuyển, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, trong đó có 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt 28 trường hợp, phạt tiền khoảng 47 triệu đồng. Cùng với công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Qua quá trình kiểm tra, phát hiện những đối tượng có sử dụng chất ma túy, điều khiển phương tiện ô tô, bắt giữ xử lý, bàn giao cho lực lượng chức năng. Những đối tượng, những người mà sử dụng nồng độ cồn, điều khiển phương tiện ô tô, xe gắn máy, tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 sẽ kéo dài đến ngày 24 tháng 2 năm 2024 nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, phòng ngừa, giảm ùn tắc giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân. Cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông, hiện đại, đáng sống. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ tài xế Hà Quang Vương, sinh năm 1962, trú thành phố Cẩm Phả, để điều tra vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người tử vong. Trước đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua 12 tháng 1 tại km 161 quốc lộ 18, đoạn qua phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Hà. Vào thời điểm trên, xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14C20726 do tài xế Hà Quang Vương điều khiển hướng Mông Dương, Cửa Ông đến địa điểm trên đã đâm vào hai xe máy mang biển kiểm soát 11L1-14633 và 14U1-14642, cú tông làm 3 người tử vong tại chỗ. Sau đó, ô tô này tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào xe bán tải mang biển kiểm soát 14C12571 đang đỗ ở ven đường. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Xuân Thụy, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Văn Liêm, chú cùng phường. Theo cáo trạng, Thụy và một cô gái trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột có quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2023, Thụy đến nhà bạn gái nhưng chị này không có ở nhà. Khoảng 10 phút sau, chị này được anh Liêm trở về đến nhà. Tại đây, giữa Thụy và anh Liêm xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên Thụy lấy từ trong cốp xe máy một con dao ra đe dọa. Sau khi lời qua tiếng lại, Thụy đã dùng dao đâm thẳng vào ngực anh Liêm và tiếp tục truy đuổi, đâm tổng cộng là 10 nhát, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại phiên tòa, Thụy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Xuân Thụy 19 năm tù giam về tội giết người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang sáng nay cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt, Cao Thanh Tùng và Nguyễn Thành Thái để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Trong quá trình điều tra xác định, vào khoảng tháng 6 năm 2023, Đạt bàn bạc với Tùng cùng nhau sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả để bán kiếm lời. Đạt cung cấp nguyên liệu, máy móc, tem nhãn, hướng dẫn cách phối trộn các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả và thực hiện các giao dịch mua bán với khách hàng. Còn Tùng chọn 3 địa điểm để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.
Khoảng 2 tháng sau, Đạt tiếp tục rủ Thái cùng với Tùng sản xuất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật giả các nhãn hiệu nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Cho đến chiều ngày 5 tháng 1 năm 2024, sau khi Tùng đem hàng đi giao thì bị công an thành phố Long Xuyên bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 40 chai thuốc bảo vệ thực vật giả cùng số lượng lớn nguyên liệu, máy móc, tem nhãn dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Sau khi biết sự việc bị phát hiện, ngày 9 tháng 1, Đạt đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng với Công an huyện Nho Quan đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Hoàng Hà, chú thành phố Ninh Bình và Đinh Thị Thúy, chú tại tỉnh Hà Nam. Kiểm tra xe ô tô của hai đối tượng, lực lượng công an phát hiện 1,017 kg ma túy đá, 3,77 gam ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, tiếp tục thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp, 40 viên ma túy dạng kẹo, 300 gam ma túy ketamin, 100 gam heroin, cùng với nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh, Hà khai mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài mang về bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời. Được biết cả hai đối tượng đều từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối ngày 11 tháng 1 vừa qua tại thị xã Mỹ Hào, trưa nay công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được nghi phạm Đặng Quang Sơn, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 1, tại phòng 6A06 CT2 chung cư Lạc Hồng Phúc thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn cá nhân, Sơn đã dùng hung khí gây thương tích cho vợ của mình. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sơn đã bỏ trốn ngay sau đó. Nhận tin báo, công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng xác minh điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án. Và chỉ sau 24 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự và công an thị xã Mỹ Hào đã bắt giữ được Đặng Quang Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một người đàn ông đang chất đồ lên xe ô tô thì bất ngờ bị một đối tượng rút hung khí chém nhiều nhát. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 12 tháng 1, ông Cao Trần Quốc Trí, 40 tuổi, cùng một người phụ nữ bê đồ ra xe ô tô 7 chỗ trước nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng dao chém tới tấp phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, đối tượng đã nhanh chóng được một người khác chở xe máy rời khỏi hiện trường. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Wang Yuntao, sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan. Sau một thời gian xác lập chuyên án, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 1, Bộ Công an đã huy động 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 29 của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động của các đối tượng tại hai địa phương nói trên. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng công an đã bắt giữ Wang Yuntao và tất cả các mắt xích của đường dây tội phạm này. Trong ngày hôm nay, các đối tượng đã được di lý về thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan công an xác định Wang Yuntao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người Việt đứng tên lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng. Mỗi nhóm công ty được giao nhiệm vụ khác nhau, từ xây dựng và quảng bá các app cho vay tiền, tìm kiếm khách hàng cho đến cho vay và đòi nợ. Số tiền các đối tượng cho vay và hưởng lợi bất chính rất lớn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sau thời gian phối hợp theo dõi các đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, vào chiều tối qua, chuyên án ma túy do Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và Công an tỉnh Tây Ninh xác lập đã triệt phá thành công, bắt giữ một đối tượng cùng 2,3 kg ma túy. Cụ thể, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12 tháng 1 tại khu vực biên giới Tà Pem, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đang vận chuyển 2 kg ma túy dạng đá và 200 gram ma túy cao cấp dạng bột. Hiếu khai nhận vào 2 ngày trước đó,
đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Đến 15 giờ ngày 12 tháng 1, Hiếu nhận được số ma túy nói trên, sau đó thuê xe ôm trở ra biên giới để tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhưng vừa qua biên giới thì đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Thưa quý vị, cứ đến thời điểm gần Tết Nguyên đán là không ít thanh thiếu niên, thậm chí là các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ. Đây không chỉ là việc làm hết sức nguy hiểm, nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Nắm bắt được diễn biến tình hình thực tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc tự chế và sử dụng loại pháo trái phép này. Thứ nhất là nói là mua ở đâu, làm ở đâu, làm thế nào. Và bây giờ có cam kết với các chú công an, với bố mẹ, với ông bà, có tiếp tục được không? Dù đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng các em học sinh này lại không lo việc học tập mà dành thời gian để nghiên cứu tự chế pháo nổ với số lượng lớn như thế này. Sau khi phát hiện và thu giữ số pháo tự chế này, Công an huyện Triệu Sơn đã mời các em cùng phụ huynh lên trụ sở làm việc. Cháu đã dùng điện thoại cá nhân để truy cập vào YouTube để xem cách chế tạo pháo nổ. Và sau khi xem có một đường link dẫn đến để mua nguyên liệu, cháu có truy cập vào Shopee để đặt hàng. Theo hướng dẫn ở trên mạng thì cháu đã cuộn giấy và lấy thuốc để làm pháo. Gia đình thì đúng là không biết thật. Đấy, vợ chồng thì đi là mang nói suốt ngày, nên là không có thời gian. Còn hôm nào cháu nghỉ ở nhà thì bố mẹ nghĩ con ngoan hiền ở nhà chơi điện thoại hoặc các thứ bình thường thôi. Còn không ngờ đến hôm nay mà các đồng chí công an đến là bảo là cháu bảo là có mấy chục quả pháo ở trong gầm bàn. Thật đúng gia đình không biết bữa. Không ngờ đây. Thời gian qua, công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán, vận chuyển, chế tạo pháo nổ. Qua đó, người dân đã tự giao nộp các loại pháo tự chế cho cơ quan chức năng. Phải làm việc với các bưu điện, từ bưu điện huyện đến bưu điện các xã thị trấn để tăng cường cái công tác quản lý và thực hiện theo đúng luật bưu chính viễn thông về vấn đề gửi hàng và hàng hóa có bưu kiện. Có những cái gói hàng nghi vấn, đặc biệt như thế là nghi vấn hàng mà gửi cho các cháu học sinh cấp 2 mà lại nam giới, tức là thì chúng ta tập trung để chúng ta có thể là từ cái đó để chúng ta kịp thời phát hiện rồi vận động tuyên truyền. Mục đích cuối cùng là tránh cái trường hợp cho các cháu mua về để tàng trữ để sử dụng rồi chế tạo thì không may xảy ra các hậu quả. Trước thực tế, ngày càng có nhiều vụ việc học sinh tham gia tự chế pháo nổ bị phát hiện bắt giữ, lực lượng công an đã tăng cường công tác phối hợp với nhà trường nhằm tuyên truyền cho các em học sinh. Thì việc sử dụng pháo thì lâu nay là quy định của pháp luật là cấm, tuyệt đối cấm về chế tạo sử dụng pháo trái pháp luật. Nếu mà thấy các bạn và bản thân đang chế tạo sử dụng pháo thì phải lập tức dừng lại ngay hành vi đấy, giao nộp về cho công an xã, báo cáo bố mẹ, giáo viên chủ nhiệm. Nếu muốn có một dịp, có một mùa Tết vui thì hãy làm theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, của người thân và không được tự ý sử dụng pháo, không tự ý mua bán pháo và cũng không chế tạo pháo. Để ngăn chặn tình trạng chế tạo pháo nổ trái phép, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp đến, bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan công an, cần có sự vào cuộc của các bậc phụ huynh, nhà trường và cả xã hội, tránh những hậu quả đáng tiếc do pháo nổ gây ra. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 1 vừa qua, đội kiểm tra liên ngành tỉnh Lào Cai đã liên tiếp bắt giữ 4 lô hàng thực phẩm gồm chả bò chay, kẹo, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ trên 100.000 sản phẩm đã đóng gói và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Cụ thể, qua quá trình kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ 4 lô hàng trị giá khoảng gần 320 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên bao bì tất cả các sản phẩm đều có in chữ nước ngoài, xuất xứ không thể hiện. Các chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp theo quy định. Đây là hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ 4 lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.